Hello, chào anh em nhé, chào mừng anh em và các bạn trở lại với cái channel mình ngày hôm nay, lại là kết quả tài xỉu đen em ơi. Chương mục gỡ cầu chốt lại cho anh em tại cổng game TDTC từ đường trở chơi anh em nhé. Nay thì vốn đang là 55M anh em ạ. Đấy, vốn khởi đầu là 20, đánh lên 55 rồi, tiếp tục chốt lại anh em. Cái đầu tiên là cây xỉu nhẹ một tay bằng xanh cho anh em đi. Một tay xỉu nhẹ bằng xanh xương xương tình cảm cho anh em cùng bác tí đây. Vừa gỡ cầu vừa soi vừa chốt lại uy tín cho anh em xem luôn này. Đấy, sẵn tiện chia sẻ anh em vài cái phương pháp gõ cầu hay hoa. Rồi, bàn đỏ có tay rồi, xanh thì gãy tay luôn. Cái này thì tăng tay thua đây. Về vốn anh em ạ. Về vốn đây cho anh em tăng tay thua anh em nhá. Anh em để ý nhá, mình sẽ vừa live stream vừa gọi là vừa gõ cầu chốt lại, vừa chia sẻ cho anh em mình phương pháp vào cầu. Phương pháp soi cầu theo phiên này, soi cầu theo công thức xỉu ngầu một cái kiểu đây nhá. Chú ý xem hết video. Rồi, bàn xanh này đánh lại 1-1 anh em ạ, 1-1 cây xỉu này. Bàn đỏ đi soi nào, bàn đỏ xem từ cây vừa rồi ra tài ba tây. À, cái nên bẻ xỉu không, bẻ xỉu luôn anh em đi nhá, bẻ xỉu luôn anh em quả này luôn một tây. Đấy, đoán cho xem là với vốn tầm 55M cái này chốt lại hợp lý, tầm 10-20 là ok rồi. Vốn bao nhiêu cũng thế anh em, vốn nhỏ thì chốt lại nhỏ thôi, vốn to mình vẫn chốt lại an toàn từ 10-20M. Đấy, thay vì chốt lại to mình sẽ chia ra nhiều lần vào cầu mình chốt lại, mỗi lần chốt trong khoảng từ 10-20 thì găm gấp lại thì một ngày cũng tích lũy được cái lãi 100-200 anh em. Đánh kiểu đấy nó ăn chắc mặt bền nhưng mà hơi lâu tí, nhưng mà gọi là chậm mà chắc anh em ạ. Chậm mà chắc cho anh em đây một tây. Rồi xem thử bàn xanh này có cho mình con xỉu không anh em nhá. Bàn xanh, bàn đỏ. Bàn đỏ mà bắt trước đi ha. Đỏ xỉu trước một tay nào. 5. Ôi 5 5 sao 1 thì gãy đúng một nút luôn. Bàn xanh xỉu không 6 3. Ôi cái này 6 3 1. Hay quá. Đặt hai tay xỉu và một tay xỉu 10, một tay tài 11 như này cũng hơi to anh em ạ. Đấy, nói chung là chơi game chỉ biết như thế thôi. Cầu đẹp trúng tay anh em thôi. Đây, bàn xanh, bàn đỏ này. Bàn đỏ anh em tí đây một tay 44 này, cầu 44 trên em đây đúng không? Bàn xanh thì đang là 1-1 thì chắc khoảng đánh 1-1 thôi ha. Mình ưu tiên cầu bệt đánh với cái tài đi. Ưu tiên cầu bệt anh em ạ. Đánh chủ yếu đánh cầu bệt thôi. Bàn đỏ thiếu cái xỉu cho anh em nhé. Cầu mà bệt đẹp bệt được thì cứ cầu bệt mà đánh thôi. Bệt biết làm gì cho nó gọi là đôi đầu. Bàn xanh tiếp cái tài nhỉ một tay cho anh em này. Xanh tài nhỉ một tay này. Đỏ đi vẫn là cái xỉu thôi. Đấy, đỏ đi sẽ bẻ cầu quá. Cầu 44 thì mình sẽ bẻ luôn cho anh em một cái xỉu để mình theo cầu 44 đây cho anh em. Cố gắng trúng cầu đẹp chốt ngay cái lãi to canh cực uy tín cho anh em mình xem. Ok không anh em nhỏ. Đấy, tôi sương sương vài tay trúng như thế cho anh em mình xem vui vẻ giải trí với nhau thôi. Ok la thì vào đây mà chơi anh em ơi. Anh em đâu rồi nhè, rồi tiếp tục một tay anh em nào. Bàn đỏ đây cái mấy đây. 42 xa 2 trúng xỉu mưa, trúng xỉu 8 chưa? Xanh tài không. Xanh gãy câu là về xỉu đây. Ui vẫn tài anh em ạ. 64 mà sao 1 như này lại trúng khuôn rồi. 64 mà sao 1 như này lại trúng khuôn deck cho anh em luôn này. Tiếp tục cho anh em soi đánh tiếp anh em nhé, vừa soi vừa đánh tiếp cho anh em đi ha. Quả này đang là bao nhiêu đây? Bàn đỏ này đánh luôn với cái tài anh em nhé, đánh lại cái này sắc bẻ cầu. Cầu 44 giống cầu 22 với 33 thôi, thì tay 3 rất dễ gãy thôi. Tay 3 sẽ bẻ cầu ha. Bất kỳ quả cầu đấy thì cứ quy luật là tay 3 bẻ cầu anh em nhớ được rồi. Quy luật tay 3 bẻ cầu, đấy khá là ok. Bàn xanh thì vẫn là 1-1 anh em, theo xỉu tiếp anh em nhé. Theo xỉu đều tay cho anh em, tay chắc là nhẹ nhàng 5M thôi. Đánh to làm gì đúng không, cứ nhẹ nhàng tình cảm từ từ mình up lên thôi, vội vàng làm gì. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm cứ thế mà mình triển khai cho anh em ngay. Sương sương vài cái tay của chúng đẹp đây cho anh em như thế này. Chẳng có ném đâu. Vừa nghe nhạc chiêu chiêu vừa gõ cầu chốt lại kiếm tiền thì gọi là còn gì sung sướng bằng anh em ạ. Vui chỗ cũng chỉ đến thế là cùng thôi. Mỗi ngày bỏ ra 7-8 phút anh em ngồi xôi cầu gõ cầu chốt hẳn cái lãi anh em 15-20M gọi là tuyệt vời luôn. Đấy rồi, bàn đỏ gãy xỉu qua đi một tay nhá, xem bàn xanh có xỉu không nào. Đỏ xỉu xanh xỉu luôn đi. Xanh xỉu luôn đi, ok, xỉu chín này. Quả này thì lại về 4, ăn tay gãy tay. Phiên này không tính anh em nha. Phiên này coi như về 4 rồi. Trúng tông hai tay mà gọi là cá lại cho anh em được. Rồi, bàn xanh đây, bàn đỏ đi đang là cầu mấy tay? Hai xỉu à, cầu này không bẻ được anh em ạ. Nó bắn ra xỉu rồi, khả năng chắc đánh theo cầu luôn. 44, xỉu tiếp thôi. Bàn xanh thì vẫn 1-1 mà đánh thôi. Ui, xỉu 1-1, 2, 4, 6 tay xỉu. 6 tay 1-1 rồi đúng không? 6 tay 1-1 đây rồi, chắc là bắn theo đi. Theo luôn cho cái nào gãy cầu bỏ đi. Nào gãy câu thì bỏ, còn không gãy cứ theo đều tay như này chốt lại anh em ạ. Gãy thì bỏ mà không gãy cứ theo đều tay chốt lại như này cho anh em một con bắp ngay nhá. Có câu chốt lại không khó anh em ơi. Anh em chỉ cần xem hết những cái video clip trên kênh của mình ấy để có thêm kinh nghiệm này, kiến thức soi cầu gõ cầu tài xỉu chuẩn và giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lại cực kỳ cao tại cổng game TDTC thiên đường trò chơi anh em ạ. Đấy, và nếu như anh em một con bác mình xem video thứ hai đừng quên để lại cho tôi mấy cái like, tin subscribe đăng ký kênh ủng hộ tôi anh em nhé. Đây, tôi có động lực để sẽ chia sẻ thêm nhiều cái phương pháp cũng như là mẹo vào cầu hay ho giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lại cao và dễ dàng thành công hơn đi em ạ. Xỉu nào 6-3 lại 6-4 thì bàn đỏ này gãy hai tây nhỉ, lúc mình bế thì công ra, lúc mình theo cầu lại gãy cầu. Đấy, nói chung là chơi game thắng thua chỉ bình thường thôi, thua cái này thì gửi khác thôi anh em.
Thôi săn trúng tài nào, săn gỡ lại nào. Ok, săn trúng tài nhá. May phát này ăn tay gãy tay. Vẫn lại là về 4 cho anh em. Bàn săn cứu bốc mình 2 phát rồi. Bàn đỏ này soi lại kỳ kỳ thế nào. Câu vẫn đang bị ở đây hơi khoai nhờ. Câu hơi khó, câu khó này là soi kỹ. Rồi, chắc đánh luôn anh em về soi lại tí cái tài mười mấy đây. Tài của hơi to, đánh luôn cái tài nhá. Đánh luôn 22 đi anh em ạ. Đánh luôn 22 anh em, bọn này cầu ra diện đấy đi. 22 cầu ra diện đấy, đánh luôn cây cầu trúng to, rõ nét nem tí này. Bàn đỏ cây tài, bàn xanh cái xíu nhẹ nhàng, hai tay hai cầu cho lại nem tí anh em nhá. Ok chưa anh em? Rồi. Ok anh em, cây tài cái xíu anh em mỗi tay một cầu nhanh tí anh em nhá. Tôi xem tí nào, làm nốt tên em trúng thông, làm hai tay chốt lại anh em nghe luôn. Có đâu mà floor đúng không? Xem nhá, 455M chốt lại canh cực cho anh em mà có bác tí đây. Bàn đỏ cái tài máy mờ đây, 31 ra 1 hết này. Bàn đỏ gãy thông 3 tay anh em ạ. Gãy thông 3 tay đúng chán luôn, chưa bú được phát nào luôn. Đấy là bàn đỏ anh em nhá. Bàn xanh tí xíu anh em tí đi. 16, ôi từ 26 xanh 5 rồi bác. Phát này thì cái thông hai tay cho anh em rồi. Phát này cái thông hai tay cho anh em tí rồi. Bàn đỏ tiếp cái tay cho anh em mình 6 9. À chắc nó to đi nhá. Phát này giờ cứ ăn tay thua. Phát này cái thông cả hai tay thì hơi khoai anh em ạ. Rồi ok anh em, một tay cầu chuẩn nữa nào anh em ơi. Đến là đón cho anh em luôn. Like team, subscribe, đăng ký kênh mạnh mẽ nào anh em ơi. Tay cuối chốt lại mong nhá. À, vào đúng cái tay xấu thì chắc là chốt lại nhỏ nhẹ cho anh em mình. 10M là ok, tầm dao động đâu đấy là tầm 10M là hợp lý rồi anh em nhá. Tầm 10M là hợp lý cho anh em rồi. Cây tài nhẹ nhàng tình cảm tí xem chuẩn cầu không đây anh em ạ. 15 4 3 2 1 cho anh em tí nào. Chuẩn cầu đều tay cứ thế mà mình chốt lại với nhau thôi anh em. Không phải phơ no luôn. Xem tự chuẩn tài không đây. 4 3 2 1 đếm ngược từng giây từng phút cho anh em tí nhá anh em. Rồi tài mấy đây. 46 ra 2 ok may mắn chuẩn tài rồi. Chắc rút tiền luôn nhỉ. 59 6 55M lên 69M thì dương bao nhiêu anh em? Dương anh em mình gọi là 55 69 là dương tầm 9 mà cộng 5 14M anh em ạ. Dương gần 15M chẳng luôn nhá.